Rồi, xin chào tất cả mấy bạn buổi sáng nha. Hôm nay cũng như mọi ngày buổi sáng mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Đây, đồng mình đây bữa nay thăm tiếng lưới trên nha các bạn. Mà đi lưới trên còn hơi xuống lưới dưới luôn mấy bạn ơi. Tại vì cỡ này nó ít dính quá đó, mình quặn cái một trong một ngày cho nó hết lưới nha mấy bạn. Cho nó giảm lưới hết luôn, đừng có thời gian mình làm gì khác thêm mấy bạn ơi. Chứ còn lưới nó dính ít quá mình đeo hoài cái nó không được nhiều mấy bạn. Ở vùng quê mình mà phải hàng ngày phải mặn có thu nhập từng mấy có tiền lo cho gia đình đồ trang trải cuộc sống mình mới được nha mấy bạn. Đây, ở đây là khu vực bờ xài nha mấy bạn. Ở đây xài nhiều mấy bạn ơi, bên đây thì xài lúa, bên đây thì cũng lúa luôn mấy bạn ơi. Mình đi đây là bờ trắng giữa nha mấy bạn. Hôm trước này mình có con tay mấy bạn. Này tự trong đó mình mới lội ra nha mấy bạn. Đó. Ở trong đó là đường lộ đó, đây vô đó là 500 m nha mấy bạn. Mình lội ra tới đây là mấy có lưới mình thập nè, còn đường bờ đó nó có con tay hai tay không dính mấy bạn ơi. Ra đây mình văng mấy lại gai đi thẳng lên nha mấy bạn. Hôm trước này mình có con tay chết thẳng luôn nha mấy bạn. Bờ hơi khó đi, mấy bạn thấy đi mình mắc chưa chui ấy không? Chà, trời ơi, hàng khủng mấy bạn ơi, từ xa mình đã thấy rồi, quá đã bạn ơi. Đây mấy bạn thấy gì không? Một em hổ nón chà bá nha mấy bạn. Đây, trời ơi, đã mấy bạn ơi. Ở đây ngay chói ngay nắng buổi sáng mình hơi khó nha mấy bạn. Đấy. À, con này quá khủng mấy bạn ơi. Một em hổ nón. Các bạn thấy đã chưa? Con này rất là to nha mấy bạn. Con này từ 1 kg trở lên. Đây mấy bạn thấy cái phanh nó hít không chưa? Đó. Con này là thủ cỡ đó nha mấy bạn, chứ không dứ. Quá rồi, không gầy chỉ có con này là to to, năm nay chưa có con nào mà vượt mức của năm ngoái mấy bạn ơi. Năm ngoái thì mình văng được con ký 3, ký 3, ký 4 không ngựa nha mấy bạn. Còn năm nay không gầy chưa có con nào được ký 3, 4 chứ. Còn con này thì chắc không được đâu, con này từ 1 kg, 1 kg 1 thằng nha mấy bạn. Đã không? Mấy bạn thấy nè, vàng hiểu không? Cục mà thấy không mấy bạn, đi lại tay lưới nhìn thấy đã không? Đây tay lưới mình đây cũng có máy tắt nha bạn, đó tự trên đó đó mình kéo xuống mình văng dưới tới bạc màu gì mới chịu dính nè bạn. Tay lưới này năm tắt mấy bạn này, đó mấy bạn nhìn thấy đã không? Chỉ đơn giản một tay lưới này có 2000 bạc thôi nha mấy bạn, mà dính con rắn bằng bài lớn là mình thấy mình khỏe nha mấy bạn. Mình làm đây là chi phí lưới này rất là rẻ nha mấy bạn, mà hiệu quả lắm. Tại mình mấy năm trước cũng có đặt bẫy, nhưng mà khi từ lúc mà mình biết làm lưới này mình văng rồi á, rồi bắt đầu là mình chỉ làm lưới không mà mấy bạn ơi, không còn đặt bẫy nữa. Tại vì khi mà mình làm lưới này á thì nó sẽ tiền sẽ vô điều điều mấy bạn, như ngày nào mình cũng có thăm thắt thiện trăm mấy 200, bữa nào trúng thì 400-500, 500-600 á, nhưng mà cỡ này kiếm 400-500, 500-600 chắc không có mấy bạn ơi, cỡ này hơi hiếm lắm. Có cái cử gồi thắt mà mình cũng bán cũng được 300 mấy hả mấy bạn ơi. Còn cử này thì chưa biết, cử này giá bằng cử gọn được nữa mấy bạn ơi. Đi buổi sáng kiếm 300, 200 ngoài 300 đủ trang trải gia đình cũng được rồi. Đây mấy bạn thấy đã không? Đó. Con này thì mình thấy khỏe rồi đó. Bữa nay chưa trơn ra mới có mấy tay lưới mà dính được con này thì mấy bạn nghĩ cũng khỏe rồi nghe bạn. Ngày bẫy rắn này thì cũng cực lắm mà nó dính thì mình thấy cũng vui lắm nghe bạn. Nó sướng gì đâu á. Giống mấy con bự bự lại mấy bạn nhìn thấy không? Nằm một đống vậy cái nhìn tê chân mấy bạn ơi nè. Có gì bằng nghe mấy bạn. Rồi mình đi bữa nay có mình ên nha bạn, nên mấy bạn thông cảm cho mình tạm ngưng máy đây, mình xử lý con hổ nón này xong rồi mình đi tới ta tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem nha. Chứ mình đi mình nên không có quay lại đi cảnh mình gỡ nó được nha mấy bạn. Thì hành trang của mình bữa nay cũng y gan như mọi ngày nha mấy bạn. Mình có thuốc hút, một chai nước uống với một cái số lưới để với mấy cây nổ đó, mình để ghim đó nghe mấy bạn, để ghim nó xuống dằn viền xuống nghe mấy bạn, chứ mình không dằn viền nó sẽ dính yếu lắm nghe mấy bạn. Đó thì cũng như mọi ngày thôi, còn nó đang nằm đây. Rồi cho mình xin tạm ngưng đi mấy bạn ơi. Nãy giờ mình lội cũng muốn hết một lưới đầu trên này không dính mấy bạn ơi. Này mình vô khu vực bờ xài này nghe mấy bạn, mình đang ngồi nghỉ nè mấy bạn ơi. Ngồi ngán quá mấy bạn ơi, cỡ này dính quá yếu, không bằng như đầu mùa được nha mấy bạn. Dưới luồng này mấy năm nay mấy anh em mình văng nó cũng nhiều rắn quá trời này. Quan sang năm nếu mình còn làm thì nếu mình đi kinh khác mấy bạn ơi, chứ kinh này là chắc mình có văng đi cũng văng ít lưới thôi, văng cuối mùa. Còn đi kinh khác văng đầu mùa kiếm nhiều rắn hơn nha mấy bạn, chứ còn mình quặng có một phút hoài riết quá trời giảm tỷ lệ rắn. Năm ngoái còn tới được lúa chỗ nha các bạn, tới lúa này chỗ nè, mà mình vẫn còn thăm lai gai, nó cũng dính lai gai thôi chứ nó dính nhiều. Rồi tới gần Tết á mình mới đạp lưới bỏ, mình nhớ năm ngoái nó dính hơi yếu nhưng mà vẫn còn dính. Còn năm nay mới có lúa này mới có xạ lên có bay cao mới dặn gì các bạn, mà nó cũng giảm tỷ lệ gì đó các bạn.
Nãy giờ thì nó nào ngay được thành quả có một con nè các bạn, mà ngờ được con rắn hổ ngựa này to nghe các bạn. Ngựa chà bá. Ngựa to. Rắn này rắn đực. Mấy con này đặt cuộc nữa các bạn. Thôi, mình đi tới tay tiếp theo luôn mấy bạn. Ở dưới bụi lùm này mình cũng có con tay nữa mấy bạn. Trong dính về con rắn gì bự bự quay cái clip cho đẹp đẹp được chơi mấy bạn ơi, được chừng hai con gì nữa là mình khỏe nghe các bạn. Con nữa cũng được. Đường hơi khó đi mấy bạn ơi. Đây mình có văng dưới gốc này đây. Xe gì có dính đâu, không biết nhắn gì các bạn ơi. Rồi nó lãi các bạn ơi. Lãi. Dính một cái nằm con trời lớn nữa bạn. Rồi, bị chuột cắn nữa mấy bạn ơi. Rắn này còn tư còn sống. Mấy cái chuột cắn đây nè các bạn thấy không? Đó, chuột cắn móc vậy đó. Giáp ngắt này nè các bạn ơi, rắn này có trứng nha các bạn. Rắn này mới bị chuột cắn chắc dắt bự dắt sáng quá. Rắn này có trứng nè, các bạn thấy bụng hết biết bụng không? Lẹo hết biết lẹo rồi. Để quắn nằm này mình tưởng hữu hành không mấy bạn, nằm dày sập một đường gì. Được rồi, một em rắn lãi. Rồi con này cũng không to hung mấy bạn, này khoảng 300g mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây mấy bạn. Mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Để mình xử lý con rắn này ra cái ha. Rồi, ở đây mình xuống tới bờ dưới nha mấy bạn. Khu vực đây cũng là người ta trồng đu đủ nha mấy bạn, đu đủ vú sữa với chuối nha mấy bạn. Đây còn bên đây thì trồng mãng cầu. Khu vực này trong vườn nha mấy bạn. Ở đây mình có con tay nha mấy bạn. Tay này từ lúc văng thì cũng chưa dính nè mấy bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy núp núp dưới cỏ đó không? Mình văng lúc đó chưa có cỏ như vỏ mọc lên vậy đó mấy bạn. Này khu vực khác trại mình văng gần nhà để mình kiếm bắt hổ hành nè nha mấy bạn. Hổ hành thông thường nó ở gần những cái chuồng gà với gần gần nhà là hay có lắm nha bạn. Tại ở ngoài ruộng thì người ta bắt hết rồi, còn như gần gần nhà cái có số người ta vô gần nhà không được mấy bạn. Còn vườn này của ông chú gần nhà không quen cho nên mình mới vô được nha bạn. Trong cái vú sữa này mình có con tay nữa mấy bạn ơi. Cây vú sữa. Đó. Bên đó có mấy cô đang bẻ đồ đủ đó nghe mấy bạn. Rồi ở đây mình có con tay nha mấy bạn. Ở đây tay lý này mình bắt cũng được hai cái nước nha mấy bạn. Ôi cái này có hàng mấy bạn à. Cái này có hàng được con hổ hành nha mấy bạn. Đây một em hổ hành nha mấy bạn. Tay lý này mình bắt con này con thứ ba nha mấy bạn. Hai đằng trước dính hai con nước, cái này dính hổ hành. Hổ hành này cũng không to hung mấy bạn ơi. Hổ hành này chắc cỡ 300-400g nha mấy bạn. Rồi có dính mừng mấy bạn ơi. Chờ cho ăn sao ăn vậy mấy bạn ơi, chứ cũng không đòi hỏi được. Có dính là mừng rồi. Đó, bạn thấy đã không? Đi lại mà nhìn thấy nằm đóng gì đã nha bạn. Này phải tán con chuyện ký còn nhìn đã nữa nha bạn. Nói chung năm nay đầu mùa mình văng được có một con hổ hành ký lô 1, ký lô 2 là tới vợ nha bạn. Nó không dính con nào to nữa mấy bạn ơi. Hổm gà da chạm 600-700g, 800g, 700g là có cũng một hai con chứ không nhiều. Có cỡ này nhiều nữa bạn. Làm như rắn bự bắt mình bắt cũng hết mà. Còn con này được 300-400g cũng được đi. Có đỡ hơn không? Rồi, mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây để mình xử lý nó nha bạn. Nhìn thấy đã không ạ? Đó, quá trời con này quắn mấy bạn ơi. Con này chắc gỡ hơi lâu à. Rồi, do mình đi có một mình ên nghe mấy bạn thông cảm nha. Cho mình xin tạm ngưng đây đi, mình xử lý nó xong rồi mình đi tới tay tiếp theo. Nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Nãy giờ mình lội cũng khúc mà nó cũng không dính mấy bạn ơi. Cũng cả chục tay nữa rồi. Giờ hôm trước này mình cũng có con tay nha mấy bạn. Ở bên đây có con tay mấy bạn. Đó mấy bạn thấy không? Từ xa mình gọi nhìn thấy là nó giống như lưới tạc hình nha mấy bạn. Ý là mình văng lâu rồi nó bay màu đó nha mấy bạn. Rồi đằng đây mình cũng có con tay nữa mấy bạn ơi. Trong ba mỗi bờ mình văng hai ba tay mấy bạn. Đồng mình giờ quá trời người ta dọn trống mấy bạn. Giết cái nó cũng giảm rắn đi. Đằng góc này nha các bạn. Góc này là lúc trước mình cũng đã dính con nha các bạn. Dính con rắn lãi cũng lâu rồi các bạn. Cả tháng này nó không chịu dính nữa đó. Cũng gần tháng rồi. Cũng trong bụi sậy này để mình nhìn thấy có không. Rồi có hàng mấy bạn ơi. Mà rắn lãi. Rắn này chắc cũng không bự hơn quá. Nhìn thấy nó nhìn rồi kìa. Trong góc này khó vô nha các bạn. Đây là nhìn thấy không. Rắn lãi này không bự mấy bạn ơi. Rắn lãi này khoảng... Ừ, bát mình đó các bạn thấy không? Đó, con lãi này nhỏ mấy bạn ơi. Nhờ con trai nó xe gì nhiều quá nó mới dính thôi. Hoặc nó ăn màu gì đó chứ mà thôi cũng không lấy. Các bạn thấy nó húp vô góc không? Đó. Con lãi này thì khoảng 200g mấy bạn ơi, chứ không bự hơn 225g, 300g đổ lại hả. Thì nó nằm khoảng chung chung đó đó. Quậy cũng dữ nha. Nhỏ mà quậy mấy bạn thấy chóc da chân thấy không?
đó, mình giăng tay lưới cũng từ đó các bạn, tới đây nha các bạn. Nó né lưới đó mấy bạn ha, không né lên tới đầu đài đó mới chịu dính, nó không đi khúc lưới này mà né lên trên đó đó. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn. Mình xử lý nó rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn xem thì thành quả nãy giờ của mình nha các bạn. Đây. Đó. Được ba chú, con này là con thứ tư nha các bạn, mà một con gắn lãi nãy chết á, còn ăn được, mà mình tặng cho mấy người chủ đất luôn mấy bạn ơi. Đi qua đi lại gặp mấy ông xả lúa đồ, dặm lúa đồ nè, mình tặng rồi. Mình còn được có đây hai con, với đó con là ba con, bốn con mà tặng con còn ba con nha mấy bạn. Rồi, mình đi tới ta tiếp theo có dính mình test tiếp cho mấy bạn xem. Để mình xử lý nó một cái. Rồi mình về tới đường lộ vô bờ, đường vô lộ mình lộ về nghe mấy bạn. Nãy giờ muốn hết lưới luôn cũng hết, không dính mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy giờ này trời chưa nắng nè, nắng lộn xỉu mấy bạn. Nãy giờ nó cũng không dính gì nữa mấy bạn ơi, nó cũng có nguyên gì đâu, được bốn con hả nhờ mấy bạn ơi. Bốn con mà chết con mình cho người ta còn ba con nghe mấy bạn. À, bờ rằng đây trước mặt mình có một tay lưới nha mấy bạn. Bờ nằm văng cũng có ba bốn tay dài vô mấy bạn ơi. Giờ người ta mằng cỏ, người ta xịt thuốc chết cỏ chống lỏng cho mấy bạn. Ừ có hàng mấy bạn ơi, đây lãi này cũng không to hung nha mấy bạn. Đây một em gắn lãi, con này cũng không to hung mà mấy bạn biết nó dính sao, nó dính không. Gắn lãi này do nó ăn cái con nhái hay ăn gì này mấy bạn, chứ con gắn lãi này không dính nghe được nghe bạn. Gắn này khoảng 225g thủy lọt ngang lưới mình nghe bạn, có 25g à. Tại vì lưới mình là dính từ 300g, 250-300g lên không, mà còn dính thứ này là tại nó ăn màu với bạn. Các bạn thấy lưới mình văng trước mình nó bạc màu, thấy nó cái gì mấy bạn thấy không? Từ đen đen mà đại nó gãy luôn, mình cắm đại xuống con khúc vậy cũng dính luôn nha các bạn. Để các bạn nói mình và xài lưới thấp đó, sự thật nó không có con gắn, nó không có đi cao đâu nha các bạn. Nó đi gà gà là chứ á. Mấy bạn thấy không nè, cây đại của mình gãy nè, nè, chúng ta chỉ nè để mấy bạn nhìn thấy nè. Nó gãy rồi mình lấy mình cắm xuống mã dính cũng kế đây nè. Đó có bài cao đâu nè. Kế đây thì nó con khúc gì lạ dính nè mấy bạn thấy không? À. Nó đâu có đi cao đâu, nó đi là chứ không à. Cây đài gãy rồi mà mình cắm xuống vẫn dính luôn. Tại lưới này tàn lưới hư rồi đó mấy bạn, cho nên mình lại mình cắm đại nó lú lên được, nhiêu lú nó đi ngang mình đi qua lại anh thăm có dính mình ăn không có thôi mấy bạn. Tới lưới này cuối mùa là đá đài bỏ hết đó. Nó bạc nào gì đó mục nghe mấy bạn. Lưới này mình không còn xài được nữa. Mình để đại đó nó dính thì mình ăn, không dính thôi à. Con nào mà nó dính nó quậy nhiều mặt chỉ dính nghe bạn, còn mấy con đi một hai mặt nó nập màng màng gách lưới nghe bạn. Gặp mấy gắn đực mà mấy con chúa bự. Còn như tại con này nhỏ nè, con này nó không mạnh hung nè. Rồi gần vô cuối bờ rồi vớt giác gì cũng tạm được nha bạn. Thì thành quả của mình nãy giờ đây mình theo cho mấy bạn xem chơi. Đó. Túi này nha mà. Cũng ngon rồi các bạn ơi, nói chung là cỡ này muốn cuối vụ mà đi một bữa nhiêu đây là cũng ngon nha mấy bạn. Cái này là cũng ba con này cây con ngựa đó gà cà ký hai con kia gì là cái này cũng cỡ khoảng ký 6 ký 7 đó nha bạn. Tính này nghe bạn. Mình cho hết con rồi đó. Còn đây được con nữa nè mấy bạn. Đó. Thôi giờ mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy đây nghe mấy bạn. Mình tạm dựng đây mình xử lý con gắn đó rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test mấy bạn xem. Cũng còn có một vài tay nữa mấy bạn ơi. Rồi mình vô gần tới lộ mình về nhà nghe mấy bạn. Tới bụi tre thiền thội nhà, lúc đó cũng mình bắt mấy gắn lãi trong đây bụi tre này đó mấy bạn. Tra lứ chọn trong đây không dính mấy bạn ơi. Lúc trước thì mình đi dưới này lộ lên thì tay này đầu tiên, còn trên mình lộ xuống, giờ tay này là cuối cùng nha mấy bạn. Rồi giờ mình cũng sắp ra lừng lộ, mình lộ về nhà mấy bạn ơi. Đây về nhà mình còn mấy trăm mét nữa tới rồi. Giờ thành quả bữa nay thì mấy bạn cũng thấy rồi đây. Đó, được con nhiêu đó nghe mấy bạn. Được 5 con mà chết 1 con rồi còn ăn được. Nhưng mà mình tặng cho mấy người đi dọc đường gặp mấy ông chủ dụm lúa rồi tặng đời. Còn ở đây được 4 con nghe mấy bạn. Một con hậu hành, một con hậu ngựa với hai em bán lãi nghe mấy bạn. Thì thành quả bữa nay được nhiêu đó mấy bạn ơi, này còn chắc chừng chỉ cỡ 2kg nha mấy bạn. Được chắc cũng 2kg. Con này hết mùa được gì cũng đỡ đó mấy bạn ơi, mình sợ không dính không đi xe không không chừng đó, mà được nhiêu cũng được rồi. Chung nhiêu cũng tạm đủ tiền phê pháo đồ rồi mấy bạn ơi, trang trải gia đình được rồi. Con này hết mùa rồi mấy bạn ơi, nó không như trước nó không dính nhiều đâu, nó dính gì là đỡ rồi đó. Từ từ giết nó hết dính luôn mấy bạn coi nè, từ từ giết mình đi xe không. À, con còn hổ ngựa to mấy bạn, bữa nay nhờ có hổ ngựa to với con gắn hổ hành thì chừng khoảng 300-400g hả,
với hai con gắn lãi. Hai gắn lãi bữa nay cũng không to hung nha mấy bạn, mà cỡ này gắn trứng nhiều quá mấy bạn ơi. Cỡ này mấy gắn lãi trứng ra lại đó, đợt hổm cách đây cỡ 2-3 kiểu trước đó mấy bạn, toàn là gắn đực không, mà gắn đực con nào nó cành cành không mấy bạn ơi. Còn bây giờ gắn cái nó không bự nha mấy bạn, gắn cái nó nhỏ hơn đực thấy vậy đó, chứ căng không nặng bạn. Gắn đực gắn cái nó bọng, còn gắn đực nó đặc ruột lắm. Gắn lãi á, gắn đực đặc mà khổ hà ngồi ở đây cũng vậy nè, con này đực nữa nè, mấy gắn đực đặc ruột đá. Rồi giờ mình cũng mấy bạn cho mình xin ngưng video đây nha mấy bạn. Nếu mấy bạn có xem nhớ ủng hộ đăng ký kênh anh em mình, hoặc cho một like một chia sẻ để anh em mình có động lực làm những video hay và tiếp theo nữa nha mấy bạn. Rồi mình cũng máy bay mấy bạn luôn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.